Xin chào nhà, thì hôm nay mình ghi hình những đàn chú cún của mình ha, những chú cún thân yêu của mình ở nhà mình ha. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Thì hôm nay mình ở nhà dọn sân dọn bãi quét nhà. Ghi hình cho cả nhà xem.
Thôi xin dừng video tại đây cả nhà. Chúc cả nhà vui vẻ ha. Cả nhà xem nếu chia sẻ bấm một like để cũng như kỳ. Thôi xin chào. Thì thằng cuốn của mình coi cả hai đứa nãy giờ nó cũng thương yêu nhau cả. Nó chăm sóc nhau cả. Thôi xin chào cả nhà.